danh sách 8 cựu lãnh đạo nhận hối lộ từ bà chủ xuyên Việt Oi. Thiếu niên 16 tuổi đi xe máy tông thiếu tá công an trọng thương. Bão Yaji đang tiến sát biển Đông, khả năng đạt cường độ rất mạnh. kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi, tức công ty Xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan. Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuyên Việt Oi, ngoài tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí còn có hành vi đưa hối lộ. Cơ quan an ninh điều tra cũng làm rõ có 8 cá nhân, cựu lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành nhận hối lộ của bà chủ xuyên Việt Oi. Tổng cộng, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 30 tỷ đồng và 900 triệu đồng. Thực tế, đưa hối lộ thành công hơn 1,2 triệu đô la Mỹ và 900 triệu đồng, tương đương gần 30 tỷ đồng. Cụ thể, các bị can đã nhận hối lộ từ bà Trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh gồm: Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng tại phòng làm việc để tạo điều kiện cho xuyên Việt Oi trong việc cấp giấy phép số 55 về việc kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Bị can Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre đã nhận hối lộ 600.000 đô la Mỹ để tạo điều kiện cho công ty xuyên Việt Oi được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian được cấp tín dụng. Đáng chú ý, đây là số tiền mà ông Thọ bị quy kết phải chịu trách nhiệm đối với tội nhận hối lộ. Ngoài ra, cựu bí thư Bến Tre còn bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng cộng, ông Thọ đã nhận hơn 1 triệu đô la Mỹ, xe, đồng hồ. Cựu vụ trưởng Trần Duy Đông và cựu vụ phó Hoàng Anh Tuấn, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương được đưa hối lộ 250.000 đô la Mỹ, tương đương 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Tuấn còn được hối lộ thêm 2 lần, tổng cộng 15.000 đô la Mỹ. Trong đó, số tiền ông Đông chiếm hưởng là 120.000 đô la Mỹ, tương đương 2,7 tỷ đồng. Số tiền ông Tuấn chiếm hưởng là 145.000 đô la Mỹ, tương đương 3,2 tỷ đồng. Cựu vụ phó thị trường trong nước Nguyễn Lộc An ba lần nhận hối lộ 400.000 đô la Mỹ và một đồng hồ Patek Philippe. Ông An khai bán chiếc đồng hồ này được 23.000 đô la Mỹ, tương đương 521 triệu đồng cựu vụ phó tạo điều kiện cho xuyên Việt Oi trong việc xin cấp giấy phép số 09, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu năm 2016. Cựu cục phó cục quản lý giá, Bộ Tài chính, Đặng Công Khôi nhận 10.000 đô la Mỹ tại nhà khách Quốc hội ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để bỏ qua lỗi vi phạm của công ty xuyên Việt Oi trong việc trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bị can Lê Duy Minh, cựu cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được bà Hạnh nhờ giúp đỡ tạo điều kiện cho công ty xuyên Việt Oi được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công khai thông tin nợ thuế. Ông Minh được biếu 190.000 đô la Mỹ và 500 triệu đồng, tương đương 4,8 tỷ đồng. Bị can Phan Kiến Anh, cựu giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu, nhận hối lộ tổng số tiền 140.000 đô la Mỹ để tạo điều kiện cho xuyên Việt Oi được thuận lợi trong việc mua hàng của chi nhánh. Trong quá trình giải quyết vụ án, các ông Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng Đặng Công Khôi nộp 20.000 đô la Mỹ, Phan Kiến Anh nộp 70.000 đô la Mỹ, Lê Duy Minh nộp 2,9 tỷ đồng, Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỷ đồng, Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 đô la Mỹ, Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng. Riêng ông Trần Duy Đông nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận để khắc phục hậu quả vụ án. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 2 tháng 9, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Dương Văn Dũng, sinh năm 1960, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để phục hồi điều tra xử lý theo quy định. Theo Công an quận Tây Hồ, tháng 4 năm 1994, Dương Văn Dũng cùng đồng bọn đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau khi gây án, các đồng phạm của Dũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra, lần lượt bắt giữ đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật, nhưng riêng đối tượng Dũng đã bỏ trốn. Mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp để truy bắt, nhưng thời điểm đó cơ quan công an vẫn không thể xác định được Dũng đang ở đâu. Do đó, ngày 15 tháng 8 năm 1994, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh truy nã số 565 LTN PC14 truy nã trên toàn quốc đối với bị can Dũng. Hơn 30 năm trôi qua, Dũng bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành phố, đi thuê nhà, mua nhà rồi lại bán nhà, di chuyển chỗ ở nhiều nơi. Để che mắt lực lượng chức năng, Dũng không bao giờ khai báo tạm trú tại những nơi đã từng sinh sống, hạn chế tối đa việc giao tiếp, quan hệ và đã tạo cho mình vỏ bọc khác nhau. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, hành trình trốn truy nã của đối tượng Dũng đã dừng lại. Khi công an quận Tây Hồ lên kế hoạch tập trung xác minh, ra dựng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bằng được các đối tượng truy nã, truy tìm, nhất là truy nã thuộc diện trốn sâu, trốn lâu, trốn kỹ, trong đó đối tượng Dũng đã ở trong tầm ngắm của lính cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ, khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 8 tại phường An Khánh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, chủ công phối hợp với Công an thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Dương Văn Dũng khi đang lẩn trốn tại đây. Vụ việc trên xảy ra khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1 tháng 9 tại km 22 100, tỉnh lộ 156, thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên, khi tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện phối hợp với công an xã tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 24B2-44306, không được mũ bảo hiểm chạy hướng xã Cốc Mì đi xã Trịnh Tường tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, đâm trực diện vào thiếu tá Cao Văn Dương, trưởng công an xã Cốc Mì. Vụ va chạm khiến thiếu tá Dương và người điều khiển xe cùng ngã xuống đường, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Ghi Am 16 tuổi, trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Mạnh khai khi thấy cảnh sát giao thông ra lệnh dừng xe để kiểm tra, do lo sợ bị xử phạt nên đã bỏ chạy. Sau khi khám, đội ngũ y bác sĩ chẩn đoán thiếu tá Cao Văn Dương bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương cẳng chân trái cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Đại tá Cao Minh Huyền, giám đốc công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện Bát Sát tập trung thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm cảnh báo, dằn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng mới đây cho biết, liên quan đến vụ 62 người lao động của công ty cổ phần dệt may Đà Nẵng ủy quyền cho công đoàn Đà Nẵng khởi kiện chủ doanh nghiệp ra tòa để đòi tiền nợ lương và trợ cấp thôi việc đã kết thúc sau 5 ngày xét xử với phần thắng thuộc về tổ chức công đoàn. Hội đồng xét xử tòa nhân dân quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng đã ra bản án buộc công ty cổ phần dệt Hòa Khánh phải chi trả toàn bộ các khoản nợ lương và trợ cấp thôi việc cho 62 người lao động, tổng số tiền lên tới 1,9 tỷ đồng. Mặc dù vụ việc vẫn còn thêm giai đoạn thi hành án, nhưng đến thời điểm này, đây là một thắng lợi lớn, đồng thời là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của các cấp công đoàn Đà Nẵng và sự kiên trì của người lao động trong suốt gần 2 năm theo đuổi vụ kiện. Trao đổi tại phiên tòa, ông Nguyễn Tránh, tổng giám đốc công ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng cho rằng, vì đứt gãy chuỗi cung ứng sau dịch Covid-19 và mưa lũ lịch sử đã làm cho công ty tổn thất nặng nề. Vì vậy, công ty xin được trả các khoản nợ thành hai đợt đợt 1 vào tháng 1 năm 2025 và đợt còn lại vào tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, đại diện công đoàn Đà Nẵng đã không đồng ý với ý kiến trên và yêu cầu công ty thanh toán các khoản nợ tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc theo đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại cho biết, trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật. Cán bộ công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho đến khi công nhận được đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định. Dự báo chiều tối và đêm mùng 3 tháng 9, bão Iagi tiến vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024, có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão có tên quốc tế là Iagi đang hoạt động ở vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Lúc 10 giờ ngày mùng 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 122,7 độ kinh Đông. Trên vùng biển phía đông đảo Lưu Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Iagi di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật trên cấp 12, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông của khu vực Bắc Biển Đông đến 10 giờ sáng mùng 3 tháng 9 tầm bão ở ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo Luông, cường độ mạnh cấp 9, giật trên cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km/h, cường độ tiếp tục mạnh thêm và đi vào biển đông. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 km/h, gió mạnh cấp 11 giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía bắc của Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ bão có khả năng mạnh thêm. Dự báo khoảng chiều và đêm mùng 3 tháng 9, bão Iagi đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Do tác động của bão, từ chiều mùng 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11 biển động mạnh. Trong khoảng từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9, bão Iagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15 gần tâm bão. Ngoài ra, trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, sau đó từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9 có thể tăng lên 5 đến 7 mét, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã thành công bắt giữ đối tượng truy nã Lộc Văn Toàn sau hơn 6 năm lẩn trốn. Lộc Văn Toàn sinh năm 1992, quê quán tại xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã số 02 ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Toàn còn có 4 quyết định truy nã khác từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang về các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ hàng cấm và một thông báo truy nã quốc tế của Interpol Việt Nam. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được thông tin Lộc Văn Toàn đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Sau quá trình vận động, Toàn đã ra đầu thú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây và được trao trả qua khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 30 tháng 8 năm 2024, thông qua sự phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và bắt giữ thành công đối tượng này. Tại cơ quan công an, Lộc Văn Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo rằng đã bỏ trốn sang Trung Quốc từ năm 2019 để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Ngày 31 tháng 8 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao Lộc Văn Toàn cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Gia để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Long Thiên, sinh năm 1996, chú huyện Tây Hòa và vợ là Nguyễn Thị Mai Phương, sinh năm 1998, chú thành phố Hải Phòng, về hành vi môi giới đi khách. Theo thông tin ban đầu ngày 25 tháng 8, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra nhà trọ của cặp vợ chồng Thiên tại khu phố 2, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Thiên đang chứa chấp 11 nhân viên nữ và thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan nghi vấn hoạt động môi giới dịch vụ gái gọi. Bước đầu đấu tranh, Lê Long Thiên và Nguyễn Thị Mai Phương đã thừa nhận hành vi môi giới đi khách cho 4 đối tượng nữ có tuổi đời từ 17 đến 20 tuổi ở các tỉnh Bình Định, Bình Phước và Quảng Ngãi với giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một lượt. Bên cạnh việc lấy lời khai của đôi vợ chồng trên, công an đã mời các cô gái có mặt tại phòng trọ của Thiên về cơ quan để làm việc. Hiện công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Lý Thị Lan, sinh năm 1992, nơi đăng ký thường trú, thôn Nậm Lìn, xã Yên Cư, huyện Trợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Chỗ ở thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Lý Thị Lan là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó ngày 25 tháng 11 năm 2022, Lý Thị Lan bị tòa nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 2 năm 2 tháng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng do đối tượng đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tòa nhân dân huyện Lộc Bình ra quyết định hoãn chấp hành án. Trong thời gian hoãn chấp hành án, đối tượng đã trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lạng Sơn đã cùng đơn vị thường trực cơ quan thi hành án hình sự tham mưu thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã với đối tượng này. Qua công tác nắm tình hình, xác định Lý Thị Lan đã trốn khỏi địa phương và xuất cảnh trái phép sang Campuchia ẩn náu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tỉnh Kiên Giang, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, phòng PA08 công an tỉnh Kiên Giang và lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Lý Thị Lan. Hiện phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Lạng Sơn đã áp giải Lý Thị Lan từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tỉnh Kiên Giang về trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn để thi hành án theo quy định pháp luật. Ngày 1 tháng 9, Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ Văn Huy, sinh năm 1996, trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi xâm hại, cướp tài sản. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 15 tháng 8 tại thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Theo điều tra, Vũ Văn Huy là đối tượng có 4 tiền án, vừa ra tù ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đang ở trọ tại xã Cự Khê. Sáng ngày 15 tháng 8, chị Hát, chú thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, bất ngờ bị một đối tượng cầm dao xông vào nhà trọ đe dọa. Đối tượng đã trói tay, bịt miệng chị Hát và thực hiện hành vi xâm hại. Sau đó kẻ này còn cướp tài sản là một sợi dây chuyền vàng của chị Hát rồi bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, giám định, ra soát camera, nhận dạng, khoanh vùng và truy xét đối tượng, các biện pháp được tiến hành rất khẩn trương. Kết quả trong thời gian ngắn, nhà chức trách xác định được đối tượng gây án là Vũ Văn Huy. Sau khi gây án, Vũ Văn Huy đã lẩn trốn về quê nhà Thanh Hóa nhưng cũng không thể thoát khỏi sự truy tìm của cơ quan chức năng. Bước đầu Huy đã khai nhận hành vi xâm hại chị Hát. Bước đầu Huy đã khai nhận hành vi xâm hại chị Hát, cướp dây chuyền vàng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã dẫn giải Huy đến địa điểm nơi phạm tội ở xã Cự Khê và địa điểm Huy bán chiếc dây chuyền vàng tại thị trấn Bỉm Sơn, Thanh Hóa để thu hồi tang vật. Vụ tai nạn xảy ra vào 15 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 trên đường Phan Đình Phùng, đoạn thuộc phường 2 thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, tài xế Mai Xuân Vinh, 40 tuổi, chú thành phố Bảo Lộc, điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng từ trung tâm Bảo Lộc đi xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc. Khi đến đoạn đường thuộc khu vực trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy chưa rõ lai lịch người điều khiển chạy hướng ngược lại. Cụ tông khiến Phạm Quang Đạt, 18 tuổi và Nguyễn Hải Đăng, 17 tuổi, cùng ở thành phố Bảo Lộc, trên xe máy tử vong tại chỗ. Xe máy bốc cháy chỉ còn lại không sắt, đầu ô tô biến dạng, nhiều túi khí bên trong bị bung, mảnh vỡ của hai phương tiện vương vãi trong bán kính 30m. Một người dân ở gần khu vực kể, vụ đâm va giữa hai xe gây ra tiếng động lớn. Khi chạy ra hiện trường, thấy xe máy bốc lửa nằm cách ô tô nát phần đầu hơn 15m. Sau tai nạn, tài xế ô tô đến trụ sở công an trình diện được kiểm tra nồng độ cồn ma túy. Cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo đó, nồng độ cồn trong hơi thở của Vinh là 0,9 mg trên 1 lít khí thở. Đối tượng điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe, lấn trái đường và lái xe với tốc độ 130 km/h. Ngày 31 tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, cựu cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Chư Prong, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày mùng 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong lái ô tô con biển kiểm soát 81A 32383 chở anh NQM đi đánh bia tại xã Ya Mơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Tại quán, Phong cùng hai người khác đánh bia và cùng nhau uống hết 10 lon bia. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Phong lái ô tô biển kiểm soát 81A 32383 chở hai người này đi hát karaoke tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prong, huyện Chư Prong và tiếp tục uống bia. Đến 18 giờ 30 phút, Phong tiếp tục lái xe chở hai người đi về xã Yamer, huyện Chư Prong, theo hướng thị trấn Chư Prong, đi xã Yadrang trên tỉnh lộ 663. Lúc đến đoạn đường km 18 400, đoạn qua thôn Hợp Thắng, xã Yadrang, huyện Chư Prong, ô tô tông vào bà VTH, 49 tuổi, ngụ thôn Hợp Thắng, xã Yadrang, đang đi bộ cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong do đa chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng đã đo nồng độ cồn 4 lần đối với lái xe Nguyễn Hồng Phong với kết quả 0,841mg trên 1 lít khí thở, 0,754mg trên 1 lít khí thở, 0,675mg trên 1 lít khí thở, 0,830mg trên 1 lít khí thở. Bị can Nguyễn Hồng Phong bị tạm giam từ ngày 4 tháng 5. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp tạm giam. Ngày 22 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh. Sau tai nạn, bị can Nguyễn Hồng Phong đã bồi thường khắc phục hậu quả số tiền 420 triệu đồng. Gia đình bị hại có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, bị can Nguyễn Hồng Phong đã phạm tội với tình tiết định tội là trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác, quy định tại điểm B khoản 2 điều 260 của bộ luật hình sự. Liên quan đến vụ nổ súng bắn hai vợ chồng ở Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa, các bác sĩ cho hay hiện người chồng đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó chiều 30 tháng 8, bệnh viện chợ đấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhân trong vụ nổ súng. Theo các bác sĩ, sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân ở Đồng Nai là hai vợ chồng được chuyển đến bệnh viện với chẩn đoán vết thương do đạn bắn. Kết quả khám và chẩn đoán hình ảnh lúc cấp cứu cho thấy, bệnh nhân MVA là người chồng có vết thương gan xuyên thấu và vết thương thận phải, vết thương đầu vùng thái dương phải. Bệnh nhân được các bác sĩ khoa ngoại gan mật tụy mổ mở rộng lỗ vào và lỗ ra vết thương gan, khâu cầm máu khâu lại nhu mô gan, lấy dị vật kim loại là đầu đạn ở thành bụng bên phải. Bác sĩ khoa ngoại tiết niệu buộc phải cắt thận do thận phải vỡ. Khoa ngoại thần kinh tiếp tục theo dõi máu tụ trong não, xuất huyết dưới nhện, bể sọ, dị vật trong sọ. Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, bệnh viện trợ rẫy cho biết, người chồng nhập viện trong tình trạng nặng cần phải thở máy, truyền máu số lượng lớn, hội trần các chuyên khoa về tiêu hóa, thần kinh, gan mật, ngoại niệu. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mổ, tiên lượng nặng nguy cơ tử vong cao. Còn người vợ là DTT cũng nhập viện trong tình trạng có vết thương ở bụng, gãy xương cánh chậu phải, có dị vật phản quang vùng mông. Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu và chuyển về nằm tại khoa ngoại tiêu hóa. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc nói chuyện được, ngồi dậy được. Tuy nhiên, vết thương vùng bụng cần được theo dõi từ 5 đến 7 ngày để đánh giá có phát sinh những tổn thương khác hay không. Theo thông tin ban đầu, Sigmix, một nhóm khoảng 3 người vào khu vực chợ cá Hóa An to tiếng và dùng hung khí rượt đuổi anh DV Toàn, nhân viên bốc xếp tại chợ vào dạng sáng 30 tháng 8. Thấy vậy, nhiều người đứng ra can ngăn vụ đuổi đánh Toàn. Lúc này, Toàn bỏ đi rồi quay trở lại mang theo một khẩu súng. Theo một số người dân, khi Toàn quay lại đã gặp nhóm ba người ở một quán cà phê gần chợ Hóa An. Tại đây, Toàn rút súng bắn vào đầu ông MVA và bắn vào vùng bụng của bà DTT, vợ ông A, khiến hai vợ chồng ông A bị thương nặng. Sau khi gây án, Toàn đã bị công an bắt giữ.